Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Thì uh, sau đây tôi xin trình bày cái phần 3 của bài 5 cũng là phần cuối của bài này. Thì trong phần 3 này trước hết là chúng ta sẽ ôn lại cái bảng từ mới của bài 5 và sau đó chúng ta sẽ đọc lại uh, các cái đoạn đàm thoại và giải thích những cái điều mà tôi thấy là cần phải giải thích rõ thêm cho các anh chị và các bạn. Sau đây chúng ta bắt đầu vào cái phần từ mới nha à, Thứ nhất ta có từ gieo sư Thì gieo sư vừa rồi âm hán Việt là gì nè? Là giáo thất à, Giáo thất Cái nghĩa trong tiếng Việt có nghĩa là cái phòng học à, Trong khi trong tiếng Hoa đó giáo là dạy và thất là cái phòng Như vậy là tiếng Hoa nó gọi là phòng dạy Còn tiếng Việt thì gọi là phòng học À, như vậy là trong phòng học thì sẽ nói là treo sư lì ví dụ à, xin hỏi phòng học ở đâu xin quên treo sư tay nở à, phòng học ở phía trước treo sư tay chuyển biên phòng học ở phía sau treo sư tay hồ biên trong phòng học thì sẽ nói là treo sư lì à, ví dụ như trong phòng học có người không treo sư lì dồ người mà sư lì hình trong phòng học có rất nhiều người trong phòng học không có ai hết cho xưa lì mỹ vô hoặc là người trung quốc người ta có thể nói ở cái dạng nhấn mạnh là treo sư lì dĩ cơ rệnh và mỹ vô treo sư lì dĩ cơ và mỹ trong phòng học một người cũng không có tức là không có người nào cả à, rồi kế tiếp nữa chúng ta có cái từ thứ hai đó là từ chai chai À, chúng ta sẽ gặp nó ở hai nghĩa Cái nghĩa thứ nhất là ở Ví dụ như chai cha là ở nhà Chai xẻ xeo là ở trường Chai diễn hãng ở ngân hàng Như vậy chai lúc đó là à, Là động từ Ví dụ ngày mai bạn có ở nhà không Miễn thiên thì chai chá ma Nếu có Chúng ta sẽ nói là chai Và không có thì nói là bủa chai Không có nói là dồ Hoặc là mỹ dồ nha Kế tiếp nữa từ trai <"tười> còn có một nghĩa khác đó là đang à, khi từ trai có nghĩa là đang thì nó sẽ đứng trước các cái động từ ví dụ bạn đang làm gì vậy nì trai cho mờ nì trai cho mà? À, tôi đang viết thư của trai sẽ xin. nìn còn bạn à, tôi đang sửa cái xe đạp của chai xíu chữ xỉn xơ và chúng ta lưu ý là trong tiếng hoa thì À, nó phải luôn luôn nêu nơi chốn trước rồi mới nêu hành động như vậy là chúng ta phải nói là ở đâu xong rồi mới làm gì ví dụ hôm nay tôi ở nhà viết thư à, phải nói là chiên thiên của chai cha sẽ xin à, không có nói ngược trở lại là của sẽ xin chạy cha được ừ, cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ ba đó là từ chén biên chén biên có nghĩa là phía trước một từ chén không là trước và chén biên là phía trước sẽ không, ông à, việc là chỉ tiền. ví dụ, xin hỏi ngân hàng Trung Quốc ở đâu? xin à, quên Trung Quốc diễn hãng nợ à, Trung Quốc diễn hãng Trai à, nợ Ngân hàng Trung Quốc ở phía trước. À, Trung Quốc diễn hãng Trung Quốc diễn hãng Nhà bạn cũng ở phía trước phải không? Nhà bạn cũng ở phía trước phải không? Nhà tôi ở phía trước không? Nhà tôi ở phía sau cha xeô kế tiếp ta có từ chiêu từ chiêu ta sẽ gặp nó với hai cái nghĩa à, tương đối thường xuất hiện và một cái cách dùng để nhấn mạnh thứ nhất từ chiêu có nghĩa là sẽ à, ví dụ ngày mai tôi sẽ đi đến trường miễn Thiên và chi sẽ sao ngày mai tôi sẽ đi giúp bạn vương miễn thiên của chưa suy bán ngày mai bạn ấy sẽ đến nhà tôi miễn thiên thay chưa lại của cha ngoài ra từ chiêu còn có một cái nghĩa khác nữa có nghĩa là thì ví dụ um, ngày mai uh, anh có đi đến nhà thầy lâm không miễn thiên nì suy lính lào sư cha mà uh, không đi bố suy Nì còn bạn thì sao anh không đi thì tôi cũng không đi. Nì bố chi, quả chiu bố chi. Nì bố chi, quả chiu bố chi. Ăn không đi thì tôi cũng không đi. Tiếng Việt là thì tôi nhưng mà trong tiếng Hoa phải là ủa chiêu Thì tôi cũng không đi. Quả chiu bố chi. Nì bố chi, quả chiu bố chi. Ví dụ như vậy. À, chúng ta có thể gặp từ chiêu này đi với dài thì lúc đó ta sẽ hiểu nó như chai thôi chiêu chai tức là bằng với chai là ở nhưng mà chiêu chai nó có cái cách nói nhấn mạnh hơn ví dụ nhà thờ ở phía trước treo thẳng chai chén biên nói như vậy là được rồi nhưng ta cũng có thể nói là treo thẳng chiêu chai chén biên thì lúc đó nhấn mạnh hơn nhà thờ chính là ở phía trước á vậy thôi và khi ta gặp từ chiêu xưa thì ta cũng hiểu nó như là từ sơ có nghĩa là là nhưng mà nó cũng mang ý nghĩa nhấn mạnh. Ví dụ sư tôi là giáo viên thì là bình thường thôi, nhưng nếu nói 我就是老师,我就是老师 chính tôi là giáo viên đây thì có ý nghĩa nhấn mạnh hơn. kế tiếp nữa ta có từ 学校, xeo". xeo là trường học hoặc là trường thì một từ xẻ này không chúng ta đã gặp nó rồi ở trong từ xẻ sơn xẻ sơn là học sinh một từ xẻ không là động từ học ví dụ như là uh, học nấu ăn xẻ cho fan học sửa xe đạp xẻ siêu tự xỉn sơ học tiếng hoa xẻ han dị học tiếng anh xẻ yên dị rồi còn xẻ xeo thì là trường học và chúng ta cũng lưu ý ví dụ chúng ta muốn nói trường Nguyễn thái học thì chúng ta phải nói là Nguyễn Thái Học xẻ xeo, trường Trần Hương Đạo thì nói là Trần Hưng Đạo xẻ xeo. Cái tiếp nữa từ thứ sáu ta có từ diễn hẳn, diễn hẳn là ngân hàng. trong đó từ ngân vốn có nghĩa là bạc, bạc là một cái loại kim loại cho nên bên trái của từ diễn đó là bộ đó là bộ kim, bộ đó là bộ kim à, chỉ những gì liên quan đến kim loại. Thì ngân là bạc cho nên ngân khố là kho bạc hay là kim ngân là vàng bạc à, ví dụ chúng ta muốn nói ngân hàng Trung Quốc thì chúng ta phải nói là uh, Trung Quốc diễn hạn ngày mai tôi phải đi ngân hàng Trung Quốc miễn Thiên của giáo sư Trung Quốc diễn hạn à, bạn đi ngân hàng Trung Quốc làm gì đi suy Trung Quốc hạn, cho summer đi Trung Quốc diễn hạn cho summer tôi có việc của dầu sư của dầu sư, và ta có từ thứ bảy từ thứ bảy là từ phản biên phản biên phản là một bên phản biên là bên cạnh à, chúng ta lưu ý khi mà chúng ta muốn nói bên cạnh cái gì đó thì chúng ta phải nêu cái sự vật đó trước rồi chúng ta mới đặt cái từ phản biên phía sau như vậy là bên cạnh ngân hàng thì phải nói là diễn hãng phản biên nhà tôi ở bên cạnh ngân hàng ủa cha diễn hãng phản biên Ngân hàng ở bên cạnh trường Thì sẽ nói là Diễn hàng dài Xẻ xeo phạm biến Diễn hàng dài xẻ xeo phạm biến kế tiếp nữa ta có từ Sang tiền Sang tiên là cửa hàng à, Một từ sang không có nghĩa là thương Thương có nghĩa là buôn bán Từ thương đó là thương mại Và tiên là cái cửa hàng như vậy là sang tiền là cái nơi mà diễn ra buôn bán Thì mình cũng dịch là cửa hàng thôi à, ví dụ như là tôi muốn đi cửa hàng của giáo sư sang tiền của giáo sư sang tiền từ cái từ sang nó là thương mình ghép với từ rển là nhân vào thì chúng ta sẽ có từ sang rển lúc đó sang rển là thương nhân ừ, hoặc là ta có thể dịch là thương gia ví dụ như là ông vương là thương gia Quảng Sơn Sơn Sư Sang Rệnh Tôi là giáo viên không phải là thương gia Wò Sư Lào Sư Bù Sư Sang Rệnh Wò Sư Lào Sư Bù Sư Sang Rệnh Kế tiếp nữa ta có từ sữa thẳng Sữa thẳng, sữa là thực tức là ăn Thẳng là đường, là một cái chỗ rộng rãi Để nhiều người tập trung vào làm một cái việc gì đó Như vậy sữa thẳng thì có thể dịch là căng tin hoặc là nhà ăn ở trường học hay công ty nhà máy xí nghiệp gì đó ví dụ bây giờ tôi đi căng tin là sen trai của sửa thẳng à, căng tin ở phía trước sửa thẳng trai chén bên và ví dụ như nói là trong căng tin à, có rất nhiều người sửa thẳng lì dỗ hình to rệnh sửa thẳng lì dỗ hình to rệnh <laughs> và à, chúng ta có một cái từ Gieo nằm trong gieo sơ Gieo đó âm hóa việc là giáo Và thẳng âm hóa việc là đường Như vậy ghép vào là gieo thẳng Lúc đó sẽ có nghĩa là giáo đường Giáo đường là nhà thờ Như vậy ví dụ tôi đi nhà thờ Và suy chào thẳng và suy chào thẳng Ngày mai tôi phải đi nhà thờ Miễn thiên và giáo suy thẳng uh, Một mình tôi đi nhà thờ Và ý cơ suy cơ là một người Wo một cơ là một mình tôi Wo cơ rỉnh chi treo thẳng à, Hoặc là tôi cùng với bố mẹ đi nhà thờ Wo hỡ baba mama mà chi treo tiếp nữa ta có từ pian, Một cái từ pian không à, Có nghĩa là bên hoặc là phía Bên hoặc là phía Như vậy ví dụ bên đây sẽ nói là trơ pian. Trơ là đây hoặc là này Trơ pian là, là bên đây Na pian là bên kia na biên là bên kia hoặc là bên đó thì trơ uh, ở trong khẩu ngữ có khi các bạn sẽ nghe là trơ biên tức là trơ y biên trơ và na biên là bên kia có khi chúng ta sẽ nghe là nê biên Nê biên ví dụ như bên đây có rất là nhiều người còn bên kia thì không có người trơ biên hình to rệnh na biên mấy giờ na mấy giờ Kế tiếp ta có từ mai Mai là bán Âm à, hóa Việt là mại Nằm trong cái từ thương mại à, Mai là bán à, Kế tiếp ta có từ thứ 12 Từ thứ 12 đọc là pì pì là bút à, Cái bút hoặc là cái viết của mình á. Ở bên trên nó là bộ trúc Vì cái bút ngày xưa nó là bút lông à, Bên trên là bộ trúc tức là tre trúc Ở dưới là bộ mau bộ hoặc là chữ mau mau là lông tơ mềm thì cái bút lông ngày xưa là một một cái que trúc và một cái đầu thì gắn vào lông đuôi chồn đuôi thỏ hoặc là một số các cái loài lông tơ mềm để làm bút như vậy là từ bị vốn cái nghĩa hồi xưa nó là cây bút lông rồi và lưu ý thêm ví dụ như một cây bút thì trong bài ta học rồi là y trư bị hai cây bút là liền trư bị Kế tiếp ta có từ thứ 13 đó là từ bần chư Bần chư là vở hoặc là tập Cái vở mình viết á Như vậy là một quyển vở nó sẽ có lượng từ là Ý cơ bần chư Hai quyển vở là lèn cơ bần chư Lèn cơ bần chư Tôi muốn mua một cây bút và hai quyển vở Ủa giao mài y trư bị hở lèn cơ bần chư Ủa giao bị hở lèn cơ Kế tiếp ta có từ thứ 14 từ thứ 14 là sử dư lưu khổ. Sử dư lưu khổ, sử dư là thập tự, tức là hình chữ thập. Lưu khổ là đầu đường. Như vậy cái đầu đường mà hình chữ thập, tức là ngã tư. À, sử dư lưu khổ. Kế tiếp ta có từ thứ 12 là từ tà tà sẽ có hai nghĩa. À, nghĩa thứ nhất đó là đánh. Ví dụ, chín thiên papa tạ Hôm nay bố đánh tôi. À, tha tả của anh ấy đánh tôi quả tà gì có phận vô tôi đánh một người bạn còn tà nghĩa thứ hai có nghĩa là gọi điện thoại ngày xưa cũng gọi là đánh điện thoại đó tà có nghĩa là gọi điện thoại à, ví dụ như là tôi muốn gọi điện thoại của giáo tà tiên hoa tôi đi bưu điện gọi điện thoại của chi dấu chỉ tà tiên hoa xin ra của chi dấu chỉ tà tiên hoa và đánh hay là gọi đánh thì là dùng tay cho nên bên trái của từ Tạ đó là có bộ thủ. Thì phần này cũng giải thích rất rõ rồi ta chỉ ôn lại thôi. Từ thứ 13 là từ của chi. Của chi là quốc tế. À, từ của là chữ quốc. Trung của là Trung Quốc. Á. Quốc gia thì phải có biên giới cho nên bên ngoài nó có bộ vi. Bộ vi là chỉ những cái gì mà vây quanh ở bên ngoài á. Của chi là quốc tế. À, như vậy là để gọi điện thoại quốc tế ta sẽ nói là tà của chi tiên hoa và giao truy dấu chỉ tà của chi tiên hoa ta có từ thứ 15 là sơ sổ sơ sổ là nhà vệ sinh từ sơ không âm à, với việc là chữ xí à, ngày xưa người ta dùng từ nhà xí nhà xí tức là nhà vệ sinh nhà cầu rồi sơ sủa là nhà vệ sinh, như vậy là đi đến nhà vệ sinh thì đi sơ sủa hoặc là có thể nói là sang sơ sủa sang sơ sổ. À, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu, xin quên sơ sổ à, ở bên cạnh, tại bên. À, sơ sổ ở sơ sổ Cái tiếp nữa ta có từ thứ 16 là Mà Lu, Mà Lu, Mà không là con ngựa, Lu là đường, nhưng mà Mà Lu đây ta dịch là đường hoặc là đường xá thôi. À, ví dụ như là à, nhà vệ sinh ở đối diện bên đường á sơ sủa xe mà lưu tươi men sơ sủa xe mà lưu tươi men chúng ta lưu ý một từ lưu không cũng là đường nhưng mà nó khác với mà lưu một chút ví dụ như mình muốn nói đường Nguyễn Thái Học thì mình nói là Nguyễn Thái Học lưu Đường Trần Hưng Đạo thì nói là Trần Hưng Đạo lưu Chứ không có nói Nguyễn Thái Học Mà Lu à, Trần Hưng Đạo Mà lưu Mà lưu là chỉ nói chung chung thôi Kế tiếp nữa ta có từ thứ 17 Từ thứ 17 là Tuy Men Tuy Men là đối diện à, Chúng ta lưu ý là muốn nói đối diện với cái gì Thì ta phải nêu cái điểm, địa điểm đó trước Rồi mới nêu từ Tuy Men phía đằng sau Như vậy ví dụ đối diện nhà tôi là Hòa Cha Tuy Men ngân hàng ở đối diện nhà tôi diễn hàng trai của cha tôi miền diễn hàng trai của cha tôi miền um, trường ở đối diện bưu điện thì sẽ nói là sẽ xeo trai dỗ chỉ tôi miền sẽ xeo trai dẫu chữ tôi miền um. nếu mà chúng ta tách một cái từ tuy ra không thì tui không có nghĩa là đúng à, Tui không là đúng ví dụ ai đó nói là hôm nay trời nóng quá mà nó là đúng rồi chi thiên thiên chi hình rơ là tuy là kế tiếp ta có từ duyền duyền là xa ờ", âm hán việt là viễn ví dụ ở nhà bạn xa không đi cha duyền mà hòa cha khẩn hoặc là hòa cha pu duyền hòa cha pu ngân hàng xa không diễn hãng duyền má diễn hãng hỉnh duyền à, đó là cái bản từ À, sau đây chúng ta sẽ đọc vào trong các cái đoạn đàm thoại à, chúng ta cùng đọc trước rồi giải thích nghĩa sau nhé xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xin quên treo sư tại <laughs> nở xin quên treo sư tại nở chén bên chiêu sư chén bên chiêu sư xin 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 Bố xin Bố xin xin hỏi à, phòng học ở đâu? Chén biễn chưa sơ. phía trước chính là nó có nghĩa là nó ở phía trước mình có thể nói là tra chén biễn được. À, xin cảm ơn, không có chi. Cái tiếp nữa ta sẽ có cái đoạn 2, đoạn đàm thoại thứ hai. Chúng ta cùng đọc rồi giải thích nghĩa sau nhé. 学校里有银行吗？学校里有银行吗？有，有，在哪儿？在哪儿？在邮局旁边，在邮局旁边。学校里也有商店吗？学校里也有商店吗？有，在食堂那边。 有在食堂那边 Na 商店里卖笔和本子吗? lỉ mai sao là trong trường trong trường có ngân hàng không vô diễn hãng ma uh, có ta trả lời là dỗ trai nã ở đâu vậy trai dấu chữ biên là ở bên cạnh bưu điện。 Xe xeo lì dễ dù sang tiên mà Xe à, xeo lì là trong trường cũng có bưu điện phải không? Cũng có cửa hàng phải không? À, dù chai sử thẳng na Có Ở bên cạnh Ở bên chỗ căng tiên Sử thẳng na dịch là bên chỗ căng tin Sang tiên lì mai bì hở bệnh sư ma Sang tiên lì mai bì hở bệnh sư ma ở bên trong cửa hàng có bán bút và vở không? Mai à, Tiếng Việt mình dịch là có nhưng tiếng Hoa dịch là có bán Kế tiếp nữa chúng ta có cái đoạn thứ ba Chúng ta cùng đọc nè Xin quên nả dù dỗ chỉ Xin quên nả dù dỗ chỉ bên sửa lưu khổ Chén biên sứ dư khổ Nâng tà của chi đen hoa mà Nâng tà của chi đen hoa mà Khớ gì Khớ gì à, Xin hỏi ở đâu có bưu điện vậy Chén biên sứ dư khổ Tức là ở ngã tư phía trước Ở ngã tư phía trước Ta dịch đằng sau dịch lại nha Nâng tà của chi đen hoa mà Có thể gọi điện thoại quốc tế không Khớ gì là được Ta cùng đọc lại một lần nữa. Chuyển quên nả dấu chữ. Chén bên sử dư lưu khổ. Nâng tà của chi đen hoa ma. Nâng tà của chi đen hoa ma. Khớ gì? Cái tiếp nữa chúng ta có đoạn cuối cùng 我们他家共同读一老贾，请问这是厕所吗？”“老贾，请问这是厕所吗？”“不是，不是，厕所在马路对面。厕所在马路对面。远吗？远吗？不远，不远。” xe 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 lão cha đây là làm ơn trước khi mình nhờ người ta cái gì đó mình sẽ nói như thế làm ơn cho hỏi à, Chuyển quấn là cho hỏi đây là nhà vệ sinh phải không chơi sơ sơ sổ mà bố không phải sơ sổ trái mà lưu đối miền nhà vệ sinh ở đối diện bên đường trái mà lưu đối miền duyên mà có xa không à, yên, không xa xe xe cảm ơn và đến đây xem như chúng ta kết thúc phần 3/3, 3, tức là phần cuối cùng của bài năm. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. À, nếu các anh chị và các bạn có thắc mắc điều gì, xin vui lòng comment ở trên YouTube thì mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để trả lời cho các anh chị. Xin hẹn gặp anh chị ở bài 6. Thân chào.